Rồi chào mọi người nha. Hôm nay em sẽ quay cho mọi người một cái mẫu ba lô mới về để mọi người trải nghiệm từ chất liệu cho đến kiểu dáng của nó ha. Đó, cái này thì giống như hình đăng thì hàng thực tế của em nó cũng y chang vậy thôi, nó cũng khác gì hết. Dù là em lấy trong bịch ra chăng nữa thì nó vẫn đẹp. Nó có bốn màu y như hình. Mặt đằng trước của nó này. Này có phản quang ha. Logo cũng phản quang luôn. Chất cái này là dù phối da. Dù kết này, cái sợi ni lông ha. Nè, cái này chống nước, chống thấm luôn nè. Đó, cái này chiều cao lọt lòng của nó là 43. Chiều cao là 43, còn chiều ngang của nó là 32. Bề dày của nó là 15. Đó. Tất cả các hệ thống thiết kế túi ở đằng trước, hai túi phụ là hệ thống túi hộp hết để tăng cái diện tích sử dụng á. Đó. Hai bên đều có hai cái túi nhỏ để mình đựng ô hoặc đựng dù hoặc đựng nước.